bình minh sáng trong tim tôi, để cho tình yêu sống qua trời vơi. Em có vui không em, khi mang lấy bao oan khiên? Con đã nghĩ ra được một chiêu rất tuyệt vời. Chính con cũng không hiểu vì sao lúc đó con lại sáng suốt vậy. Nói tóm lại, con Diệu Linh nó có chịu nghe lời mày không? Không nghe thì cũng phải nghe, rồi thằng Sứ cũng phải nghe. Con bày ra một chiêu, con bảo là nhân viên của nhà hàng Lơ Lửng đã nhận diện được hai thằng cướp, đó là đệ tử của Phượng Đê. Ba con mình sẽ phối hợp với thằng Sứ để đòi lại. Được, một mũi tên mà trúng hai con nhạn. Ba con chứ ba. Đó là cái cớ để thằng Sứ nó vô trong này. Con cũng cho ba biết thêm một con mồi để nhử thằng Sứ. Thằng mà con Diệu Linh gọi điện thoại trước mặt ba chính là cái thằng thiếu gia Giang Quân. Cái thằng mà mày nói nó có con bồ đẹp như hoa hậu ở nước ngoài về đó chứ gì. Xong bao nhiêu nước cho vừa ba. Nhìn kỹ thì con Diệu Linh có nét hấp dẫn hơn con Minh Thư nhiều. Vậy thì phải làm cho thằng Sứ nó điên lên vì ghen. Biết đâu từ cái ghen đó nó sẽ bí mật vô trong này. Bây giờ anh khuyên em phải làm sao trước đề nghị của ông Hai Quý? Có lẽ trước mắt em nên làm theo lời của anh ta. Mà theo em nghĩ là ba con của ổng chắc là muốn lấy lại số tiền, rồi sau đó mới tìm cách chia với anh Sứ. Em chưa hiểu nhiều về Sứ cũng như là cha con bị soi đâu. Họ nói như vậy nhưng mà cũng chưa chắc như vậy. Theo ý anh, em nên tạm thời đóng cửa tiệm một thời gian. Ừ, em chưa hiểu ý anh. Anh muốn em đi chơi đâu đó một thời gian cho khoai khỏa. Ừ, ý anh là anh kêu em đi trốn hả? Trời, không được đâu anh ơi, người của họ ở đây ở ngoài đường á. Là như vậy, hôm trước Minh Thư có rủ anh ra ngoài Bắc để thăm một người bà con ở ngoài đó, nhưng hiện tại vì bận công việc nên không đi được. Anh muốn em đi cùng. Mọi chi phí cho chuyến đi anh sẽ lo, được không? Anh Sứ gọi. Alo. Em vẫn chưa mở cửa tiệm đấy chứ? Thì anh cũng biết rồi còn gì. Từ hôm bữa tới giờ em đâu còn tâm trí nào đâu mà làm ăn. Vậy sáng giờ có một mình em trong cửa tiệm thôi à? Ừ, chỉ có một mình em thôi. Vậy bao giờ em định mở lại cửa tiệm? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em nghĩ chắc sắp tới em sẽ đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Đi với ai? Em đi với bạn em. Anh ơi, con trai của ông Bảy tới nói với em là mấy nhân viên ở nhà hàng Lơ Lửng nhìn thấy hai người đệ tử của bà Phượng Đê bạn anh đó. Của em. Vậy đi nhé. Trời, ổng mà biết em nói xạo chứ ông giết em chết mất. Đã có anh và Minh Thư ở đây rồi, em không cần lo gì hết. Với lại trong chuyến đi ra Bắc này, em phải tìm đến nhà Sứ trước khi quyết định tương lai của mình. Dạ. Con trai của ông Bảy tới nói với em là đệ tử của bà Phượng Đê, bạn anh đó, chính là hai đứa đó đã giật tiền của em. Em vừa thấy một thằng mới từ taxi xuống, nó vô trong phòng không biết làm gì nữa. Có một mình em trong cửa tiệm thôi à? Chỉ có một mình em thôi.
Chị Phượng sống khôn thác thiêng, về phù hộ cho bọn em yên ổn làm ăn. Chị Phượng, xin chị hãy tha lỗi những gì mà tôi và Thủy Kiếm đã làm. Lúc chị còn sống nên tôi không dám. Còn bây giờ thì... Có chuyện gì? Có người gửi thơ cho bọn mày nè. Thư gì? Thư của ai? Thì mày cứ đọc đi rồi mày biết. Kỳ hạn của ba ngày, chúng mày không trả hết 20.000 đô đã cướp. Sao lại có lá thư kỳ quặc như thế này? Bọn mình có dính dáng gì đến vụ 20.000 đô gì đâu. À, có khi nào mày sỏi biết được mình bắt cóc của Ngọc không? Không thể nào. Vụ con gái về xoài, mình đòi tìm việc mà. Hay là có đứa nào bên quán phở hoặc là bến xe dính dáng tới vụ tiền đô này. Anh Tý ơi, anh Tý ơi. Cái gì? Em cho anh cái này. Có người gửi anh miếng giấy nè. Sao anh đưa giấy chứng minh photo? Lộn. Ủa, mới để đây mà ta. Nè. Ủa, giấy dấu hình mà. Chuyện gì mà rối dữ vậy? Đây nè, nó nè. Nè. Hai lá thư này giống như nhau. Anh Tý ơi, từ hồi chị Phượng mất tới giờ, tụi em chỉ trông cậy vào anh thôi. Bây giờ anh phải bày mưu lập kế gì chứ. Tụi nó mà ra tay á, anh em mình hết đường sống á. Thôi được rồi, anh cứ về quán phở hỏi coi có đứa nào á dính tới vụ tiền đô tiền điếc gì không. Dạ vậy thôi, giờ em về nha anh chị. Anh chị giữ nó đi. Theo anh biết, về giọng điệu của lá thư này chắc chắn là của người miền Bắc. Chỉ có bọn chúng mới biết được thế nào là phở gia truyền Nam Định. Này, có khi nào là bọn thằng Sứ không? Thằng Sứ khố rách áo ôm, kiếm đâu ra tiền đốt. Anh đừng coi thường nó. Anh không nhớ tháng trước nó có tiền mua nhà, rồi mở thêm tiệm tóc nữa à? Có lẽ anh phải thân chinh đến tìm hớt tóc gội đầu lên giường để xem tình hình ra sao.
Dạ, em chào anh tới đây gọi đầu ạ. Không, anh tới đón chị Linh, cho anh gặp chị Linh một chút. Dạ, anh đợi chút xíu, để em lên kêu chị liền. Dạ chị ơi, có anh chị ở ngoài hỏi chị á. Linh đi vài bữa có việc, nếu mà có ai kiếm thì nhớ nói là về bữa nữa Linh về. Nhớ có cửa cẩn thận nhé. Dạ, em biết rồi, bye bye. Em, để sắp cho. Dạ. Alo, em sang nè, có một thằng thiếu gia mang xe hơi rước con nhỏ đi rồi. Bây giờ sao anh? Mày phóng xe bám theo nó cho tao. Ok anh. Lát mình đón Minh Thư ở đâu anh? Mình đây nè. Bây giờ đề nghị bác Tài cho chúng tôi ra sân bay nha. Ok. Alo, anh Sư hả? Em sang nè. Trời ơi, nó đi chiếc xe 4 bánh mà em xe đủ má có 2 bánh mà xe cùng bắp nữa. Dưới tao nó không kịp. Mày có mà bắp nha đi. Mẹ nó, bây giờ xe hướng nó chạy luôn rồi. Mẹ nó. Dạ chào anh. Chào. Anh tới gọi đầu hay massage vậy? Cả hai. Cô chủ xinh đẹp đâu rồi em? Chị mới vừa đi khỏi rồi. Còn em gọi cho anh không được hả? Được. Được chứ. Chị mời anh theo em. Của anh 100.000. Em mời anh. Em mời anh. Anh dùng loại dầu gội đầu nào? Loại nào cũng được. Anh dễ tính thiệt á. Chỉ dễ tính với em thôi. Cô chủ đi lâu hay mau? Dạ, chỉ đi tới mấy ngày lận. Có một anh thiếu gia rất là đẹp trai đến đón chị bằng xe hơi á. Cô ấy đẹp vậy, ai mà không muốn đi chơi cùng.
Không phải, tại vì mấy bữa nay chỉ có chuyện buồn, cho nên nó là hả, thiếu gia này phải qua động viên chị hoài luôn á, chị mới chịu đi cho khuây khỏa. Nghe nói hình như là cô chủ em sắp lấy chồng mà còn đi chơi với thiếu gia là sao? Ừ, em cũng không biết nữa, chỉ nghe họ nói chuyện qua điện thoại á, là cái anh chàng này á đưa cho chị một số tiền để đặt cọc nhà, nhưng mà số tiền đó đã mất rồi. Đặt cọc nhà? Ừ. Chắc là số tiền lớn lắm á. Em không biết là bao nhiêu nữa, nhưng mà mất số tiền này á, chị khóc quá trời luôn á, rồi bỏ ăn bỏ làm mấy bữa nay luôn anh. Đã đánh mất tiền của người ta rồi mà còn đi chơi với người khác nữa. Cô chủ của em cũng thật quá đáng lắm. Vào đây bọn mày. Vô. Nhưng mà em nghĩ chắc sắp tới em sẽ đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Đi với ai? Em đi với bạn em. Chính tai tôi nghe cô ấy điện cho một thằng đàn ông đến đón cô ấy. Anh Sứ kiểm tra cô Dụ Linh lại xem liệu cô ấy có còn chung thủy với anh hay không. Đã đánh mất tiền của tao còn ngang nhiên đi chơi với trai, theo tụi mày thì phải xử như thế nào? Theo em, cậu đầu trạm đó. Ừ. Nhìn cái bộ dạng của nó, bước lên xe cái thằng kia, em muốn đâm cho nó dày nhát. Không chừng nó thông đồng với thằng đẹp trai đó, chơi trò lừa gạt, lấy tiền của anh hai đi ăn chơi nhảy múa. Không cần biết nó có lấy tiền của tao hay không, chỉ riêng chuyện phản bội tao cũng phải xương tan thịt nát. Phải cho nó xương tan thịt nát. Vô đi nào. Thôi, chuyện con Diệu Linh bỏ qua. Công việc trước mắt là phải đi đòi những khoản nợ khác. Có nhiều không anh hai? Vài chục ngàn đô. Wow, hôm nay chúng mẻ gì mà nhiều tiền vậy? Bọn mày không cần biết mẻ gì, chỉ cần biết đêm mai đi theo tao, làm theo những gì tao dặn. Mỗi đứa sẽ có dăm 10 triệu tư vọng. Ok. Vô anh hai. Vô. Giờ này máy bay chỉ mới hạ cánh, nóng lòng nghe giọng nói Minh Thư phải không? Dạ. Nhưng cháu còn nóng lòng chờ đợi diễn biến kế hoạch bắt tên Sứ ngoài đó nữa. Về mặt lý thuyết, kế hoạch của chú cháu mình rất hoàn hảo. Chính vì vậy mà lãnh đạo ban chuyên án mới cấp tiền và chi viện lực lượng cho chúng ta. Nhưng trên thực tế, tên Sứ là một tên lưu manh cáo già, chưa chắc gì dịu lên dù hắn xuất hiện được đâu. Tiếc quá à. Hôm nay mà máy bay không xuống trễ thì được ngắm Hà Nội rõ hơn nữa rồi. Lo gì, Minh Thư và Diệu Linh còn ở đây vài ngày mà. Ừ. Mình và Vân Anh sẽ sắp xếp đưa hai người đẹp đi tham quan khắp thành phố. Alo, Văn Quân hả? Sao bây giờ em mới nghe máy? Tại vì máy bay xuống trễ 10 phút á, nên bây giờ mọi người mới đang trên đường về thành phố nè. Cho anh gửi lời chào đến chị Dương Anh của em nha. Dạ được à. Mà bây giờ thì sẽ đang đông người á, lát nữa anh đi ngủ đừng có tắt điện thoại nha, em gọi lại cho anh. Ừ, anh biết rồi. Dạ. Người yêu
à? Dạ không đâu chị, tụi em mới đang tìm hiểu nhau thôi à. Là Diệu Linh mới tới Hà Nội lần đầu đúng không? Dạ. Vậy thì ngày mai á, tôi sẽ dành cả buổi dắt hai bạn đi tham quan cho biết và ăn những món đặc sản của Hà Nội này, chịu không? Cảm ơn chị. Minh Thư này, khách sạn này có người của ta. Khách sạn này là do sự bố trí của cấp trên. Dạ. Nếu có việc cần cô cứ gọi tôi nhé. Nè, nhưng chuyến ra Bắc này, bạn liên lạc với sứ xem gia cảnh của anh ta ra sao? Thôi mình sợ lắm, mình vừa mới làm mất tiền của người ta mà. Bạn đừng có sợ, nếu như mà sứ yêu bạn thật lòng á, và hoàn cảnh của sứ đúng như những gì mà anh ta kể với bạn á, thì số tiền đó chẳng là gì hết á. Bây giờ bạn khuyên mình làm sao? Bây giờ bạn gọi điện cho sứ đi, nói là bạn đang cùng mình ra Bắc thăm bà con, hiện đang có mặt ở Hà Nội, muốn được đến nhà thăm ba má của anh ấy. Yên tâm đi, có mình mà sợ gì nữa. Sao mấy bữa nay cô tắt máy? Dạ, tại vì em muốn làm cho anh một sự bất ngờ. Cái gì? Bất ngờ hả? Hay là cô dẫn một thằng chồng sắp cưới đến trả lại tiền cho tôi phải không? Dạ không phải, anh hiểu sai rồi. Em đang ở ngoài Hà Nội nè, em muốn gặp anh để nói rõ mọi điều. Cô nói sao? Có thật cô đang ở Hà Nội không? Em nói thiệt mà. Không tin thì anh nói chuyện với bạn gái của em đi. Cổ ra ngoài này thăm bà con, em đi theo luôn nè. Anh nói chuyện với cổ nha. Alo, em chào anh. Em là bạn của Diệu Linh nè. Thế à? Dạ. Hiện tại em và Diệu Linh đang ở nhà người thân của em, ở gần công viên Lenin á. Anh qua đây rước cô ấy về nhà đi. Diệu Linh đang rất nóng lòng muốn được gặp ba má của anh đây nè. Nếu mà anh không tin á, thì anh cứ tắt máy đi. Em sẽ gọi điện thoại lại cho anh bằng máy bàn. Đọc số đi. 0908. Alo, đúng là con nhỏ này ở Hà Nội luôn. Thấy nó khoác cái túi chút lên đen, chiếc xe hơi xịn lắm. Cô đưa điện thoại tôi nói chuyện với Diệu Linh. Rồi. Dạ, em đi ạ. Alo, em à? Anh đang lo hợp đồng ở biên giới nên xa Hà Nội đã 5 ngày rồi. Anh ơi, vậy hay là anh đưa địa chỉ nhà của anh đi, em tự tới thăm ba má anh. Không nên, em cứ đi chơi với bạn của em đi. Mai mốt anh sẽ về Hà Nội. Phải có anh, bố mẹ mới đón tiếp em chu đáo được. Dạ, anh ơi, từ hôm em bị mất tiền, ngày nào em cũng buồn, em cũng sợ. Em rất là muốn gặp anh để... Được rồi, ngày mai hay ngày kia anh sẽ về, chúng mình sẽ bàn tiếp chuyện này. Vậy bây giờ anh hết nghi ngờ em chưa? Anh đâu có nghi ngờ em.
chỉ vì mấy hôm nay em tắt máy, anh thấy bực nên không có liên lạc với em. Thôi, em đi ngủ sớm đi. Sáng mai anh sẽ gọi lại. Dạ, vậy anh ngủ ngon nha. Bye anh. Mình nghĩ anh chàng số này vẫn còn nhiều bí mật đó. Bạn cứ vô tư đi chơi với mình vài ngày nữa, đợi xem anh ta nói có đúng không. Bọn mày thay đồ đi, đi công chuyện cho tao. Đi đâu anh hai? Đi đâu vậy? Thì cứ thay đồ đi, tao sẽ nói. Dạ. Dạ. Thôi, bộ đi tắm đi, nha. Mình điện thoại cho chàng một lúc. Anh nghe nè. Anh à, tên Sứ hiện không có ở Hà Nội anh à. Sao em biết hắn không có ở Hà Nội? Diệu Linh vừa nói chuyện với hắn, hắn nói là hắn đang lên biên giới để làm ăn. Nhưng mà theo em nghĩ thì hắn đang ở Sài Gòn đó. Dựa vào đâu mà em phán đoán như vậy? Lúc nãy khi mà nói chuyện điện thoại thì em nghe thấy hắn đang nói chuyện với một ai đó, và nói rằng là nhìn thấy con nhỏ đó lên ô tô, một chiếc xe rất là sang trọng. Hẹn gì hồi sáng khi đến đón Diệu Linh. Anh thấy có một thằng lạng vàng ở bên đường. Có lẽ đây là đàn em của hắn theo dõi Diệu Linh từ mấy hôm trước. Vậy anh thử xin ý kiến của chú hai xem những ngày tới em sẽ phải làm gì đây. Đợi anh chút nha. Dạ. Anh vô gặp chú luôn nè. Chú hai, Minh Thư nói hiện tại tên Sứ không có ở Hà Nội, cô ấy muốn xin ý kiến chỉ đạo của chú. Alo. Báo cáo chú, tên Sứ đang tìm cách từ chối gặp Diệu Linh đấy chú. Tạm thời cháu cứ ở ngoài ấy. Dạ. Trong này chú cho tiến hành phương án 1. Nếu hắn sống ra ngoài ấy thì mình sẽ tiến hành phương án 2. Dạ, rõ. Alo, chúng ta nghỉ ngay đây. Báo cáo thủ trưởng, Minh Thư vừa mới gọi điện về. Theo phán đoán của cô ấy thì tên Sứ hiện đang có mặt ở trong này. Nếu đúng như vậy thì chỉ ngày 1, ngày 2 hắn sẽ liên lạc với Bảy Xoài. Nếu vậy tôi nghĩ ta cho bắt hắn ở trong này vẫn hơn. Đúng vậy, nhưng vẫn phải giữ yếu tố bí mật bất ngờ và chưa để cho bố con Bảy Xoài biết việc này. Dạ, tôi hiểu. Alo. Ông Bảy vẫn giữ lời hứa với tôi chứ? Nhớ chứ. Vậy ngay đêm nay thực hiện luôn đi. Qua nửa đêm rồi mà tôi đã giao hẹn là chỉ đưa tiền cho tận tay anh thôi, chứ không giao cho bất kỳ một ai cả. Nửa đêm chứ đâu phải là sáng. Tôi đang ở cách nhà ông có vài trăm mét. Ông đưa, tôi nhận. Chỉ mất vài phút. Anh Sứ nói thiệt hay là nói giỡn vậy? Tôi nói rồi, tôi đang ở cách nhà ông có vài trăm mét. Nếu đến chỗ hẹn mà không gặp tôi thì không đưa. Thế thôi. Tôi không để tiền ở nhà, để tối mai được không?
Này, ông muốn sống hay muốn chết mà định chơi đẻo tôi? Nói cho ông biết, công an đang săn đuổi tôi ráo riết. Không có tiền, làm sao tôi trốn được? Tôi mà bị bắt thì tai họa sẽ giáng xuống đầu ngay lập tức. Tôi được. Vậy anh Sư cứ chờ tôi nửa tiếng để tôi cho người ra cửa hàng lấy tiền về. Tôi lấy một nửa tiền đô, một nửa tiền Việt đấy. Được thôi, nhưng anh định nhận tiền ở chỗ nào? Cứ khi nào ông có tiền, tôi sẽ có chỗ hẹn. Mọi chiều như thế, về nhà làm một tháng ở lầu 2. Mày về ngay, ta giao việc mới. Anh, đi tắm đi anh. Alo. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Con đang ở quán nhậu. Thằng chó đó đã vô trong này. Sớm chiều mới điện thoại cho bà. Nó bắt bà phải giao tiền cho nó ngay trong đêm nay. Vậy con huy động thêm người nha. Chỉ cần 5 đứa thôi, nhưng phải thiết điều luyện. Dạ ba yên tâm đi, mấy bữa nay con cho tụi nó tập phóng chi tiêu nhường nghiễn rồi, chắc là ổn. Ba sẽ điện thoại cho anh em thằng Lực, tìm cách dụ thêm quân của tí mừng tới chào tụi nó buổi tối. Vậy ba gọi cho thằng Sứ để biết địa điểm, con sẽ cho tụi nó ém quân chờ sẵn. Ráng một lần làm cho gọn nghe. Ai thế? Tụi em anh hai ơi. Lão Bảy Xoài đã chấp nhận trả tiền cho tao. Theo tụi bay, nên chọn chỗ nào cho thích hợp? Theo em nghĩ, mình nên chọn chỗ nào dễ quan sát? Không được đâu. Chọn chỗ đông người đi anh hai. Lão già đó đó, có muốn giở trò cũng không kịp đâu. Đúng vậy, ta sẽ chọn quán nhậu bờ sông. Alo. Thằng hai nhà tôi đã chuẩn bị đủ tiền Việt và tiền đô theo ý anh. Anh cho biết chính xác địa điểm và thời gian giao ở đâu. Trời mưa gió kiểu này, nửa tiếng nữa mà không tạnh á, đóng cửa ngủ sớm bữa đi. Mấy bữa giờ này á, có mấy thằng công nhân ghé ăn mà ta, sao giờ không thấy ai hết vậy? Kệ bà tụi nó. Cách kìa. Cách máy. Đọc đi rồi biết. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Tam? Cái gì vậy? Alo. Alo. Giờ chúng mang thư đến rồi anh. Cái gì?
đòi tiền nữa hả? Không, Thư hẹn anh em mình ra quán ông bà Sống. Bao giờ? Mà Thư viết gì vậy? Anh đến đi rồi biết. Sáng nay hẹn anh em mình ra quán bờ sông để giải quyết vấn đề ăn quán giang hồ á. Thôi được rồi, tụi bay đợi tao chút. Nhanh nhanh. Mẹ nó. Kệ mẹ chúng nó. Thiếu gì lúc để gọi. Không được, anh phải ra. Nếu không tụi nó nghĩ tụi mình sợ nó sao? Mấy bữa trước nó hầm dọa mình rồi. Không biết bọn nó là đứa đếch nào đâu. Thì bây giờ ra mới biết. Anh tính kỹ rồi. Bây giờ để một mình anh vô nói chuyện với tụi nó. Còn em mai phục sẵn ở ngoài, có gì tiếp ứng cho anh. Ừ, được rồi. Lát nữa lấy được tiền, ta sẽ dẫn bọn mày đi chơi một bữa tới bến. Chỉ cần anh hai nhớ là tụi em đã hết lòng vì anh hai. Tụi em đã tốn khá nhiều công để theo dõi nhà máy xoài và tìm gọi đầu của con bộ anh hai. Chỉ cần anh hai nhớ là tụi em ok. Mày yên tâm, bọn mày đi theo tao đã mấy năm rồi, lại gì tính tao nữa. Giờ đẹp như anh á thì mới xứng đáng làm đại ca của tụi em. Để em rớt vô. Anh ơi, sao thấy lâu quá. Mẹ tụi nó chơi gần cả một tiếng rồi. Anh hai, hay là anh gọi điện thoại cho lão Mỹ xài. Bọn tôi tới rồi này. Bên ông mấy giờ mang tiền đến? Hồi nãy người của tôi đến chỗ hẹn mà không thấy anh đâu hết. Anh đang ngồi ở chỗ nào? À, thì bọn tôi đang ngồi trong quán chứ đâu. Anh mặc áo màu gì? Áo jean xanh, nón xám. Thôi được rồi, anh cố đợi thêm 50 phút nữa, tôi sẽ cho người mang tiền tới. Có thể chứ. Khoan đã, tụi bay đứng chờ ở đây để tao với thằng Tam vô chổng trước. Dạ, dạ. Mày để nó lại đi. Nè mày, không cần. Anh hai, hình như là tụi nó. Bọn mày ở đây chờ tao chút xíu. Dạ. Kìa anh, sao lại là mày? Tưởng lại thì ra là thằng chó đẻ.